Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh những chiếc váy của những diễn viên múa ballet rất là đẹp này. Hãy cùng bắt tay vào tô của mình nhé. Chiếc váy này thì mình sẽ tô màu đỏ này. Đừng theo dõi hết video để xem mình hoàn thành bức tranh nhé.
chỉ với ít phút mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đây. Các bạn hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nhé. Video của mình sẽ được kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn.